Bạn muốn học online từ trình độ N3 đến N1? Hãy đăng ký ngay qua fanpage Học tiếng Nhật cùng HCC Japan hoặc truy cập vào website thảolegp.com để nhận được các bài học miễn phí. Link chi tiết ở phần mô tả nhé. Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với video học tiếng Nhật của Thảo Lê. Bắt đầu từ video này thì mình sẽ dành riêng một cái chuyên mục Q&A, tức là phần giải đáp câu hỏi thắc mắc của các bạn. Và mỗi tuần mình sẽ lọc ra các câu hỏi của các bạn để trả lời. Bởi vậy nếu như các bạn có câu hỏi nào đó liên quan đến tiếng Nhật thì hãy comment dưới các video. Mình sẽ đọc tất cả các comment của các bạn và làm những cái list Q&A như thế này. Hy vọng rằng chuỗi video này sẽ giúp các bạn giải đáp những cái thắc mắc và cũng như là mình có thể lắng nghe được những cái tâm tư cũng như là những cái chia sẻ, những cái khó khăn của các bạn trong quá trình học tiếng Nhật để chúng ta cùng cố gắng. Cho đến thời điểm này thì chuỗi series học tiếng Nhật qua phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của các bạn. Và chắc hẳn là có nhiều bạn có cùng câu hỏi là vậy thì làm thế nào để mình có thể tự học qua phim một cách hiệu quả? Trong số đó thì mình lọc ra câu hỏi của một bạn. Bạn này tên là Nam Lê Thanh. Chắc là Lê Thanh Nam. Bạn ấy hỏi là Sensei ơi, em muốn luyện nghe qua phim nhưng em chưa biết nghe thế nào cho hiệu quả. Em mới chỉ nghe theo kiểu thụ động nhưng chẳng hiểu gì cả. Sensei hướng dẫn em nghe với ạ. Đây có lẽ là một cái câu hỏi mà mình nghĩ rằng rất nhiều người trong số các bạn cũng đang thắc mắc, chăn trở làm thế nào để cho chúng ta có thể luyện nghe tốt, đặc biệt là với phương pháp học nghe qua phim. Khi các bạn học ngoại ngữ ấy, thì nghe và nói là hai yếu tố rất quan trọng. Cũng như là khi chúng ta đi thi, thì đa phần sau mỗi kỳ thi mọi người thường kêu là cái bài nghe của mình không tốt, rồi mình nghe không được nhiều. Tức là cái môn nghe là cái môn gây cản trở cho các bạn nhiều nhất. Vậy nhưng chúng ta lại chưa thực sự đầu tư thời gian đầy đủ, cũng như là cái những cái phương pháp học như thế nào đó để chúng ta nâng cái kỹ năng nghe lên. Mà chủ yếu là chúng ta hay tập trung vào những cái như là từ vựng này, ngữ pháp này, đọc hiểu này. Và cái thời gian nghe thì bao giờ cũng thấp hơn so với những cái môn khác. Nhiều khi chúng ta bật máy lên để nghe nhưng mà được vài câu chẳng hiểu gì thì ngủ lăn quay lúc nào không biết. Bởi vì vốn dĩ cái luyện nghe là một cái mà nó khá nhàm chán. Nhiều khi là chúng ta bật file lên nghe nhưng mà nghe được vài câu chả hiểu gì, xong rồi cũng tắt luôn, hoặc là đi ngủ lúc nào không biết. Thế nhưng mà nghe lại là một cái yếu tố rất là quan trọng. Vậy thì phải làm thế nào để chúng ta rèn được cái kỹ năng nghe, cũng như là chúng ta nâng cao cái level nghe, rồi quan trọng hơn cả là chúng ta yêu thích với cái môn nghe. Cái cách học nghe qua phim là một trong những cái cách tối ưu cho cái việc này. Nó vừa có thể giúp cho chúng ta nâng cao kỹ năng nghe, vừa giúp cho chúng ta có thể nâng cao cái khả năng giao tiếp. Trước tiên mình sẽ nói một chút về cái ưu điểm của việc học nghe qua phim. Nhất là khi các bạn học nghe qua phim thì các bạn có thể học được cái phát âm của người bản xứ. Thêm nữa là trong phim ấy, nó có các cái bối cảnh, có những cái hoạt động của các nhân vật. Và những cái bối cảnh đó thì thực sự là nó cũng rất là gần gũi với cuộc sống của chúng ta. Thế nên là chúng ta có thể ghi nhớ từ dễ hơn, nó gần gũi hơn. Và đồng thời là có những cái trường hợp mà chúng ta cũng hoàn toàn có thể liên tưởng được là cái chỗ này chắc người ta đang nói cái kiểu như thế này. Và cái cách học mà ghi nhớ từ qua cái ngữ cảnh, qua cái bối cảnh ấy, thực ra là một cái cách học vô cùng hiệu quả. Hiệu quả hơn rất nhiều so với việc là chúng ta học thuộc lòng qua sách vở. Và thêm một phần nữa là từ cái bối cảnh đấy thì bạn biết được là cái từ ngữ nào phù hợp cho bối cảnh đấy. Và từ đó bạn có thể vận dụng cho cái kỹ năng giao tiếp rất là tốt. Thứ hai nữa là ngôn ngữ ấy, nó không phải là cái mà chỉ có mỗi mình nó tồn tại. Mà để nói ra một câu, để giao tiếp được ấy, thì ngoài cái lời nói thì chúng ta còn có những cái biểu cảm về sắc mặt, những cái hiêu trô trên khuôn mặt, rồi những cái cử chỉ body language, rồi các kiểu nữa, đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta nhìn người ta nói, ví dụ trong những cái trường hợp mà tức giận hay là trong những cái trường hợp muốn diễn đạt cái cảm xúc gì đó, nó lại đi kèm với cả những cái biểu hiện trên khuôn mặt, rồi cả những cái biểu hiện về ngôn ngữ tay chân nữa. Thì đấy người ta gọi là giao tiếp cả về mặt ngôn ngữ và cả về mặt cảm xúc. Cái việc giao tiếp qua cái cảm xúc như thế thì nó sẽ dễ đi vào đầu của chúng ta hơn, chúng ta dễ tiếp thu hơn rất là nhiều. Ngoài ra một cái điểm mà chỉ có thể học qua phim mới có, đấy là chúng ta biết được những cái từ lóng này, biết được những cái kiểu nói của người bản xứ. Mà những cái này thì có thể sẽ không có nếu như mà bạn học trong sách vở hoặc là học theo từ điển. Nếu mà bạn nào đã từng đi dạy tiếng Việt cho người Nhật, hoặc là chỉ là bạn đã từng xem qua một cái cuốn sách dạy giáo trình tiếng Việt cho người Nhật thì bạn sẽ hiểu rất rõ cái điều này. Những cái câu mà bình thường nếu mà người Việt của chúng ta giao tiếp thì chúng ta không nói những cái câu như thế, nó hơi khô cứng. Vậy thì suy ngược ra cái giáo trình dạy tiếng Nhật cho người Việt cũng như thế thôi. Nó cũng sẽ có những cái câu mà nó chuẩn ngữ pháp quá, nó cũng khô cứng quá. Và nhiều khi là người bản xứ họ không có dùng cái cách nói chuẩn ngữ pháp như thế. Thì cái việc mà chúng ta học qua phim ấy, nó giúp cho chúng ta nghe được những cái ngôn ngữ nó thường nhật. Nó là cái ngôn ngữ sinh động nhất mà những người bản xứ người ta sử dụng thường ngày. Thứ hai nữa, nếu như các bạn học qua giáo trình thì cái tốc độ của người đọc khi mà các bạn luyện nghe thì người ta sẽ điều chỉnh làm sao cho vừa với cái đối tượng là người nước ngoài học. Nhưng khi các bạn nghe qua phim thì cái tốc độ nói đấy là cái tốc độ nói bình thường của người Nhật.
Thế nên cái việc nghe qua phim ấy thì cũng giúp cho các bạn luyện cái nghe với cái tốc độ bình thường của người Nhật, làm quen với cái việc đó. Có nhiều bạn thì thường thắc mắc với mình là tại sao em làm bài nghe rất là tốt và khi mà nghe qua file ấy, ở trong sách học ấy thì em nghe rất là ok. Thế nhưng mà lúc mà nói chuyện với người bản xứ thật, nói chuyện với người Nhật thật thì em không bắt được từ, em không hiểu được là người ta đang nói cái gì. Thì đấy là cái độ chênh giữa tốc độ nói của người đọc khi mà các bạn nghe qua file sách và cái tốc độ nói của người bình thường, cũng như là những cái ngữ điệu nói của một cái người bình thường. Vậy thì toàn bộ những cái ưu điểm đấy đủ khiến cho bạn thấy rằng là cái việc học qua phim ấy là một cái vô cùng hữu ích khi mà chúng ta học ngoại ngữ, không chỉ là với tiếng Nhật mà với bất kỳ một cái ngôn ngữ nào khác như là tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Thái, tất tật gì. Những cái ưu điểm đấy thì có thể là ai cũng biết rồi, ok, ai cũng hiểu là đó là những cái ưu điểm của việc học tiếng Nhật qua phim. Vậy thì làm thế nào để cho chúng ta có thể học tốt qua phim? Đó mới là cái vấn đề quan trọng. Ví dụ những cái trở ngại như là xem hết cả tập phim nhưng mà cũng chẳng hiểu được mấy bởi vì nó khó quá, hoặc là cái tốc độ nói quá nhanh, mình nghe không quen, mình cũng không bắt kịp và không hiểu là người ta thực sự đang nói cái gì. Hoặc nhiều khi cái lý do khiến cho bạn học qua phim không hiệu quả chỉ bởi vì là bạn quá chiếu tâm vào cái việt sắp, chỉ đọc vào cái việt sắp thôi, chứ còn thực ra thì không để tâm đến cái việc là người ta đang nói cái gì, cái hội thoại đó như thế nào. Thì cái điều đó nó cũng là một cái trở ngại khiến cho cái việc học nghe của chúng ta không hiệu quả. Và khi mà các bạn thấy là học nó không hiệu quả rồi thì sẽ đâm ra chán nản, đâm ra là bỏ giữa chừng. Bởi vì mình không thích mà, mình thấy nó không hiệu quả thì mình đâu có muốn dành thời gian cho nó nữa đâu. Nhưng mà khi mà các bạn từ bỏ thì các bạn hãy nhớ lại cái điều quan trọng ban đầu mà mình luôn luôn muốn nhắc đến các bạn, đó là không có cái việc gì dễ dàng cả, đặc biệt là học tiếng Nhật. Tiếng Nhật được đánh giá là một trong những cái ngôn ngữ khó trên thế giới. Hãy tự cho mình thêm thời gian và hãy kiên nhẫn với mình hơn một chút. Mình tin rằng nếu như các bạn luyện tập từng chút một cùng với cái sự quyết tâm thì chắc chắn là bạn có thể cải thiện cái khả năng nghe cũng như là giao tiếp tiếng Nhật của mình. Và cái mục đích chúng ta học tiếng Nhật qua phim nó không phải là để đo đếm xem là bạn biết được bao nhiêu từ, bạn nghe được bao nhiêu từ, mà cái mục đích đó là bạn hiểu được bao nhiêu phần trăm toàn bộ cái nội dung truyền tải của cái tập phim đó. Nếu như bạn hiểu được càng nhiều thì chứng tỏ là cái khả năng giao tiếp cũng như cái khả năng nghe của bạn rất là tốt, và bạn sẽ không có những cái trở ngại quá nhiều khi mà giao tiếp thực tế với một người Nhật Bản. Và bây giờ thì mình sẽ đưa ra một số cái gợi ý để các bạn có thể vận dụng vào những cái cách đó luyện nghe một cách hiệu quả hơn. Cái cách thứ nhất vô cùng quan trọng, bạn phải chọn cái bộ phim nó phù hợp với trình độ của bạn. Không thể là một anh đang ở cái mức N4, N5 mà lại chọn những cái bộ phim nó quá là khó, cái nội dung nó quá là dài. Hoàn toàn là bạn sẽ không thể nghe được, và từ cái việc không nghe được thì nhanh chóng sẽ nản thôi. Nếu như bạn đang ở cái trình độ sơ cấp, ví dụ tầm N5, N4 thôi, thì bạn có thể chọn những cái bộ phim hoạt hình đơn giản của trẻ em chẳng hạn. Và bạn nên chọn những cái mà nó tập ngắn, ví dụ ở tầm khoảng tối đa tầm 20 đến 25 phút thôi, để chúng ta không bị nhàm chán, bởi vì xem dài, xem hoài mãi mà không hiểu cái gì thì chán tắt ngay. Và đương nhiên, với cái trình độ N5, N4 khi mà xem phim ấy, dù là phim của trẻ con nhưng cũng sẽ có những cái câu mà các bạn không hiểu. Những cái đấy thì các bạn đừng có quá là lo lắng, bởi vì đó là chuyện đương nhiên. Chúng ta chưa đạt được cái level là chúng ta có thể hiểu hết được những gì mà người ta nói. Vậy thì lúc này chúng ta nghe những cái gì? Chúng ta nghe những cái câu hội thoại đơn giản. Ví dụ khi đi mua hàng thì người ta nói những cái gì? Hay là bọn trẻ con khi nó đến trường nó chào cô giáo, nó nói với bạn bè những cái câu đơn giản như thế nào? Những cái câu đơn giản đấy bạn có thể nghe được thì bạn hãy nhắc lại, bạn hãy dùng cái phương pháp shadowing là bạn nhắc lại, bạn nói lại được những cái câu đơn giản đấy thì đã là một cái thành công rồi. Cái cách này nó sẽ giúp cho các bạn, thứ nhất là chúng ta luyện được cái giọng, luyện được cái hạt dương làm sao cho nó gần gần giống với cái hạt dương của người Nhật. Thêm một phần nữa là chúng ta đi từ những cái bước cơ bản sẽ tốt hơn cái việc là chúng ta cứ cố nhồi nhét, cứ cố làm sao để nghe những câu dài trong khi trình độ của chúng ta mới chỉ ở N4, N5. Và đồng thời thì các bạn phải học thêm nhiều từ vựng, cố gắng bổ sung càng nhiều từ vựng càng tốt. Bởi cái việc học ngoại ngữ ấy, thì suy cho cùng cái từ vựng là một cái vũ khí vô cùng lợi hại. Ai nắm được càng nhiều từ vựng và sử dụng nó thành thạo thì người đấy là người chiến thắng. Những cái bộ phim dành cho trẻ con mà mình có thể sume cho các bạn, ví dụ như là cái tập phim Sazae Sang, vô cùng nhiều. Bởi vì cái chuỗi series phim hoạt hình Sazae Sang ấy nó đã chiếu trên truyền hình của Nhật Bản mấy chục năm rồi, và người ta có những cái video cắt ghép nó tầm khoảng 5 đến 10 phút, những cái đoạn ngắn như thế thì chúng ta xem nó đỡ nhàm chán, chúng ta biết được những cái câu giao tiếp thường ngày đơn giản hàng ngày. Hoặc là những cái tập phim như là Maruko, các bạn tìm kiếm trên YouTube thì rất là nhiều những cái anime như thế. Còn nếu như trường hợp bạn không thích anime, bạn cảm thấy là xem cái đấy nó hơi trẻ con, thì bạn có thể xem những cái bộ phim theo cái sở thích của các bạn. Tuy nhiên, bởi vì lúc này cái khả năng tiếng Nhật của các bạn nó chưa thể đảm bảo để các bạn có thể nghe hiểu được hết, nên tốt nhất là các bạn xem những bộ phim có phụ đề. Khi mà xem những cái phần đấy, nếu mà trên YouTube ấy, thì nó có một cái chế độ là
chỉnh lại cái tốc độ cho nó chậm đi. Thì các bạn có thể chỉnh lại cái tốc độ, ví dụ 0,75 chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể bật được cái nút là phụ đề tiếng Nhật tự động, thì nó sẽ nhảy ra những cái câu tiếng Nhật tương ứng với cái lời hội thoại đó. Thực ra cái câu tiếng Nhật tự động ấy thì có khi là nó không chính xác đâu, nhưng mà cái mức độ xác suất của nó, những cái phần chính xác ấy cũng khá là cao. Đặc biệt nếu như các bạn để cái tốc độ nói nó chậm đi thì cái phụ đề nó cũng sẽ chính xác hơn một chút. Thì nghe những cái này, bạn cũng đặt ra cái mục tiêu giống như lúc nãy mình nói là các bạn chỉ cần làm sao để có thể nói lại được những cái câu giao tiếp đơn giản. Và khi mà chúng ta thấy một cái câu giao tiếp đơn giản nào đấy nó hay và chúng ta muốn học ấy, thì chúng ta tua lại, chúng ta nói theo. Cái cách này nó sẽ hơi mất thời gian một chút, thế nhưng mà không một cái gì mà một phát là chúng ta có thể ăn ngay được. Cái gì làm nó cũng sẽ phải cần có cái sự kiên trì. Nhưng mà có một cái lưu ý cho các bạn nha, xem phim có phụ đề thì các bạn đừng có bị cuốn theo cái cảm xúc của phim quá. Có nhiều trường hợp là các bạn xem phim có phụ đề và các bạn bị cuốn theo cái cảm xúc quá, phim nó hay quá, thì cứ nhìn vào cái phụ đề thôi. Cứ nhìn vào cái phụ đề và cho nó chạy như thế, rồi chẳng có ghi động lại được một cái từ hoặc một cái câu tiếng Nhật nào cả. Thì thực ra cái việc đấy nó cũng giống như là các bạn đang xem phim tiếng Việt thôi. Nó rất là lãng phí thời gian. Khi mà mình có cái mục đích là mình xem phim để học ấy, mình sẽ phải điều chỉnh để cho cái mục đích giải trí nó là 50, còn cái mục đích để học một cái gì đó từ cái bộ phim này nó là 50, thì lúc đấy chúng ta mới cân bằng được. Còn nếu mà bạn chỉ cần là xem phim với cái tác dụng giải trí thôi thì nhiều khi là bạn chả nhớ được cái gì đâu. Còn đối với những bạn mà đã ở cái trình độ từ N3 trở lên thì lúc này cái sự lựa chọn của các bạn sẽ nhiều hơn, bởi vì là các bạn đã có một cái vốn từ vựng nhất định rồi, các bạn cũng đã có một cái vốn ngữ pháp nhất định, thì các khả năng nghe cũng như là cái lượng từ vựng của các bạn nhiều hơn rồi. Thế nên các bạn có thể lựa chọn rất là đa dạng các cái loại phim. Bởi vì cái sự lựa chọn đa dạng nên chúng ta sẽ chọn một cái nào đấy mà chúng ta thích, cái chủ đề phim mà chúng ta thích. Ví dụ chủ đề về đêm nay kawaii đó, những cái chủ đề về những cái bộ phim kiểu như là tình yêu của tuổi mới lớn ấy, hoặc là chủ đề về những cái bộ phim về gia đình. Cái cách tìm phim như thế nào? Các bạn có thể search trên Google, các bạn search những từ như là Ego Mudio Saito thì nó sẽ ra những cái trang web, những cái website mà người ta úp những cái video miễn phí, thì các bạn có thể xem ở đấy, lựa chọn những cái chủ đề mà mình thích. Và những cái phim đấy thì phần lớn là phim không có phụ đề. Mà nếu đã ở cái trình độ N3 thì chúng ta cố gắng xem những cái phim mà không có phụ đề tiếng Việt, để làm sao để chúng ta tập cho cái kỹ năng này chúng ta nghe hiểu. Khi mà các bạn search ra những cái bộ phim có ở cái trang web miễn phí này thì các bạn thử copy cái tiêu đề của nó để các bạn search sang YouTube. Bởi vì xem YouTube nó sẽ tiện hơn rất là nhiều, bởi vì các bạn có thể điều chỉnh cái tốc độ nói của nhân vật, rồi các bạn cũng có thể bấm cái phụ đề tự động tiếng Nhật nữa. Nó hỗ trợ cho các bạn thực ra rất là nhiều trong cái việc luyện nghe. Những cái chỗ hoặc những cái đoạn mà các bạn nghe không được ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh cái tốc độ nó giảm đi, hoặc là các bạn nhìn vào cái phụ đề để các bạn tra xem cái từ đấy là gì. Trong cái quá trình nghe thì hãy luôn cầm một cái cuốn sổ ở bên mình. Ví dụ như cái từ nào mà cái từ mới thì bạn lại tra, bạn dừng nó lại rồi bạn lại tra. Hoặc là những cái cách nói nào mà bạn thấy nó hay thì bạn cũng có thể dừng lại để bạn ghi lại. Thì đó là cái việc mà chúng ta tích cóp và học từng chút một cái từ vựng hoặc cái đoạn phim đó. Một cái tập phim ấy thì không nhất thiết là chúng ta chỉ cần xem một lần rồi bỏ qua. Ví dụ hôm nay chúng ta xem rồi chúng ta tra được ra được những cái từ này từ này đó, thì buổi hôm sau thì chúng ta có thể tua lại, chúng ta xem lại một chút để nghe xem là à cái lúc này mình đã hiểu chưa. Thì cái cách này cũng là một cái cách mà chúng ta học từ vựng rất là tốt, bởi vì là cái từ vựng đấy nó gắn với bối cảnh. Khi mà mình nghe được hiểu trọn vẹn cái nội dung mà người ta nói gì ấy, rồi nghe được một cái từ mới ở trong phim ấy, thì cảm giác rất là sướng, bởi vì à cái từ này mình nghe được rồi, mình biết được nó nghĩa là gì rồi. Với mỗi một tập phim mà các bạn xem thì ít nhất các bạn cũng có thể học được tầm khoảng 5-6 từ. Đấy là mình cho ít nhất. Thì ngày nào cũng như thế, đang đi trên tàu thì cũng có thể xem này, hoặc là những cái lúc nào đấy mình rảnh thì mình cũng có thể bật cái điện thoại lên để mình xem hoặc mình nghe này. Nó rất là hiệu quả. Và các bạn phải kiên trì, chứ không thể là hôm nay rồi ngày mai lại bỏ bẵng. Chúng ta phải kiên trì từng chút một, từng chút một. Có thể là hôm nay chúng ta không nghe được, nhưng mà cái việc chúng ta học nghe qua phim ấy, nó là một cái bổ trợ. Song song với đó thì chúng ta tích cóp thêm những cái từ vựng từ giáo trình, rồi từ những cái mà chúng ta tiếp xúc thông thường hàng ngày. Thì tựu chung lại, khi mà từ vựng của các bạn tốt lên một chút này, khi mà ngữ pháp của các bạn tốt lên một chút này, rồi cái nghe của các bạn tốt lên một chút này, thì dần dần cái trình độ nghe của chúng ta nó cũng sẽ cứ thế, nó theo cái tỷ lệ thuận nó tăng dần lên, chứ không thể là tự nhiên một phát nó vụt lên và chúng ta nghe được hết. Đó. Nó phải có cái tích lũy và nó phải có cái tổng hợp của rất nhiều những cái yếu tố thì mới có thể giúp cho các bạn nâng cao cái kỹ năng nghe được. Bởi vậy mà đừng nôn nóng, đừng nóng vội, hãy kiên nhẫn và hãy tập từng chút một, từng chút một. Hôm nay không nghe được không sao, chúng ta lại nghe lại, rồi chúng ta lại tra từ, rồi chúng ta đoán nghĩa, rồi cho cái tốc độ nói nó chậm đi, rồi bật phụ đề, làm tất cả mọi cách để làm sao nghe được cái từ đó. Thì dần dần cái ngôn ngữ nó cũng sẽ cứ minuscule, nó ngấm dần vào người bạn một cách rất là tự nhiên, suyên ấy. Và cuối cùng thêm một cái điều nữa mà mình muốn nhắn nhủ đến các bạn là hãy đa dạng hóa cái cách học của mình. Nếu mà học qua sách vở nó nhàm chán quá, theo qua phim
Học qua phim nó nhàm chán quá thì học qua cái manga. Học manga nó nhàm chán quá thì học qua thời sự, đọc báo. Rồi thỉnh thoảng đi đường nhìn thấy một cái bảng biểu nào đấy thì cũng nhìn xem là nó là cái từ gì. Rồi xem một mua một cái sản phẩm nào đó thì cũng đọc xem là ở cái bao bì của nó viết cái gì. Đó, thì cứ mỗi ngày chúng ta cứ tiếp xúc như thế thì nó sẽ bồi đắp và bồi đắp dần những cái lượng từ vựng của chúng ta. Chứ không phải là ngồi vào bàn dở sách ra thì lúc đấy mới là học. Giống như cái việc chúng ta mài kim ấy, mài càng nhiều thì nó càng bóng. Thì học tiếng Nhật cũng thế. Và mình thấy là những cái người nào mà có cái tinh thần cầu thị ấy, là rất là ham học hỏi như thế thì thường họ sẽ học rất là tốt. Còn những người nào mà chỉ theo kiểu là học theo có trách nhiệm, học để cho cái mục đích để đi thi thôi ấy, thì thường cái level, cái khả năng nó chỉ dừng lại ở một mức độ nào đấy thôi. Nó không thể tiến xa hơn được. Mà cái ngôn ngữ thì nó vô cùng, nó bao la lắm. Bạn có học cả đời thì nó vẫn có những cái từ mới, vẫn có những cái mà chúng ta không biết. Mình không mong rằng những cái video của mình nó sẽ giúp cho các bạn tạo động lực. Bởi vì động lực nó là một cái gì đó mà nó chỉ có trong một cái khoảnh khắc nào đấy thôi. Ví dụ hôm nay, mình rất là có hứng khởi, mình phải học, mình phải có tinh thần, mình phải lên dây cót, ngày mai mình phải dậy từ lúc 3 giờ sáng, 4 giờ sáng để mình học. Nhưng mà lúc đấy nó chỉ là một cái động lực nó trào dâng trong cái cảm xúc lúc đấy thôi. Rồi sau dần dần có một cái sự việc gì đấy tác động, hoặc là mình cảm thấy lười, hôm nay lạnh quá, hoặc là hôm nay mệt quá thôi, thì coi như là xong. Thế nên bạn đừng phụ thuộc vào cái động lực mà người khác đem đến cho bạn, mà cái đó bạn hãy coi như là một cái cổ vũ cho các bạn thôi. Còn cái động lực để các bạn làm tốt, nó đến từ chính các bạn cơ. Bất kỳ việc gì cũng thế, tự bản thân người đó phải ý thức, tự bản thân người đó phải đặt ra một cái mục tiêu, thì lúc đấy thì bạn mới có thể trưởng thành và bạn có thể phát triển được. Video này hơi dài, tuy nhiên nó cũng là những cái tâm sự mà mình muốn gửi gắm đến các bạn về cái việc học ngoại ngữ nói chung cũng như là học tiếng Nhật. Hãy tập cái thói quen kiên trì, kiên nhẫn hơn một chút. Học qua phim là một cách vô cùng tuyệt vời. Nó có rất rất nhiều những cái lợi ích. Thế nhưng mà cái việc làm thế nào để duy trì được cái cách học này lâu dài thì nó lại là một cái vấn đề khác. Và để làm được cái điều đó thì bạn hãy kiên nhẫn với bản thân mình hơn một chút. Vừa xem phim, vừa nốt lại, vừa ghi nhớ, rồi học. Khi mà bạn nghe được và bạn hiểu được những cái điều mà người ta nói, hiểu được cái nội dung của phim, thì tự khắc là bạn sẽ có cái niềm yêu thích và sẽ cảm thấy là nó không nhàm chán nữa. Thế nhưng mà để đến cái lúc đó thì bạn sẽ phải trải qua một cái giai đoạn nó nhàm chán. Đấy là bạn phải tích cóp từ vựng, bạn phải học từng chút một. Bao giờ cũng thế, không có cái công việc gì mà ngay một lúc bắt đầu là chúng ta thấy nó hứng khởi, thấy nó đam mê, thấy nó động lực. Mà chúng ta sẽ phải trải qua một cái quãng mà mình cảm thấy là nó nhàm chán. Ôi sao ghét thế, sao phải học những cái từ vựng này, sao nghe không hiểu. Nhưng mà khi mà bạn vượt qua được cái quãng nó nhàm chán ấy rồi, cái kỹ năng của bạn nó tốt lên rồi, thì khi mà bạn nghe được tốt ấy, thì bạn sẽ cảm thấy là nó thú vị. Bạn hiểu được nội dung, bạn hiểu được cái mà người ta truyền tải, thì lúc đấy là cái giai đoạn lucky. Nhưng mà để bước được cái giai đoạn đấy thì phải qua được cái chông gai. Và để qua được cái chông gai thì phải kiên nhẫn với chính mình, mày mò tra từ, rồi học thêm từ, rồi tổng hợp rất nhiều những cái yếu tố, chứ không chỉ là mỗi cái việc luyện nghe và học qua phim. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và nhớ hãy subscribe kênh Thảo Đen GP, bởi vì mình sẽ quay lại với rất nhiều video nữa. Và nếu như bạn có một cái thắc mắc nào đó thì hãy comment ở dưới, mình sẽ lọc các comment của các bạn hàng tuần. Bye bye!